mình sẽ kích từ trên xuống dưới, nếu thấy được thì sẽ apply từng cái một, như mặt này tạo như thế này được, miền này cũng thế, thì mình sẽ apply từ trên xuống dưới. Sau khi apply hết tất cả bốn miền và tạo được mặt con khuôn như thế này thì sẽ scan đi. Và bước tiếp theo nữa của cái này nó chính là thêm cái mặt. Cái này thì là trong trường hợp là mình tạo bề mặt, tạo mặt con khuôn bằng cái công cụ bên Surface thì mình sẽ phải thêm những bề mặt này vào để cho mình, tức là gắn bề mặt mà làm bằng bề mặt Surface này. Ví dụ như là trong trường hợp này em sẽ xóa đi một cái này mà không dùng công cụ trong kia, mình sẽ dùng công cụ ví dụ như là chu này, thêm cái đường này vào làm mặt đường con khuôn vector này. Như này chưa? Thì trong trường hợp mà mình tạo một công cụ bên Surface hay là bên bằng bất kỳ công cụ nào đấy mà dùng để tạo bề mặt thì mình phải thêm cái thêm bề mặt này vào thì nó sẽ bao bọc đi, nó sẽ nhận thêm bề mặt này là mặt con khuôn nữa. Và phần cuối cùng đó chính là tạo hai các lòng khuôn, bắt đầu mình sẽ phân tách ra các thành các lòng phần khuôn khác nhau. Nào. Đây, như này. Có chứ, cái mặt em thay không phải là mặt vá gì đâu. Dạ. Cái lệnh mà em thêm trên cái lệnh mà lệnh đó rồi, lệnh mà em thêm cái đó vô là những thấy mấy 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 người nó hay vá xong rồi nó thêm, nhưng mà giống như mặt vá nó. Đúng rồi. Thì cái này là nếu như một số bề mặt nó khó, ví dụ như em lấy cho anh một số chi tiết như thế này. Em sẽ lấy thiết điểm, sẽ lấy một số chi tiết khác đi. Chi tiết này thì dễ quá, nó không có những cái trường hợp gì. Ý là nó vá vào sao cái đó, nó là mặt con khuôn được ta? Em chọn vậy nó hơi tùy. Được. Đúng rồi đấy. Thì mình nếu như mà mình em lấy chi tiết khác đi. Chi tiết này. Ý là đó kia biết rồi, anh từ cái vá kia thì cái lại cái đa năng này. Mình có thể là sử dụng là dùng đây. Cũng một chi tiết như này, một số bề mặt là khó hoặc là những cái chỗ như thế này nó không thể tạo được, nó không thể tự tạo được mặt con khuôn và tại những vị trí bên trong này vì quá nhiều hôm khác, quá nhiều cảnh bắt buộc mình phải tạo bằng các công nghệ bên Surface này. Thì trường hợp đấy mình sẽ sử dụng công cụ này tên là Edit Patting Tool, Edit Patting này với lại Patch Surface thì để mình thêm những bề mặt này vào và mặc định cho nó là mặt con khuôn thì nó mới nhận. Còn nếu trong trường hợp mà mình không thêm thì nó không nhận cái bề mặt mình vừa tạo là mặt phân khuôn thì chắc chắn nó sẽ bao nốt. Để em chi tiết là chi tiết trường hợp với cái bề mặt như thế này, tại vị trí này, vị trí này chẳng hạn, thì chắc chắn sử dụng công cụ bên trong này, hay là công cụ vá lỗ bên trong này, nó cũng không thể tạo được mặt phân khuôn cho cái phần này, thì mình sẽ tạo bằng các công cụ như là swep rất nhiều, như là để em vá chỗ này này, anh. Cái này thì nên thế là em mới muốn anh về lúc khi nào anh sẽ tìm hiểu, tự tìm hiểu cái phần công cụ này, cái bên bề mặt này vì nó ứng dụng rất nhiều trong quá trình mình làm cái khuôn. Các bạn nói em hướng dẫn anh cái cách mà chọn một phần khuôn cho đúng á, nhiều khi biết chọn một phần khuôn rồi mình mới vá được chứ biết chỗ nào vá. À vâng, thế tức là đây sẽ có buổi riêng này, em đấy sẽ đem những cái chi tiết khó như thế này và sẽ tạo một phần khuôn riêng. Thì đây là buổi hôm nay là em giới thiệu trình tự nào, còn từng buổi riêng biệt thì em sẽ hướng dẫn anh, ví dụ như là có một buổi em hướng dẫn anh là tạo mặt phần khuôn bằng các công cụ, hoặc là có thể là chỉ duy nhất bằng các công cụ này
có thể là tạo duy nhất bằng các khúc chỉ được bằng các khúc trong này cũng vẫn được, mà mình không cần phải làm trong này. Và trường hợp là tạo trong bên này thì là trường hợp những trường hợp chi tiết khó mình mới cần làm bên này. Như cái hộp như thế này nó khó tạo bằng các bề mặt bằng các công cụ trong đây thì mình sẽ bắt buộc phải tạo ngay công cụ trong này hơn nhiều. Thế là gọi là người ta gọi là phân khuôn thủ công đấy. Nó hơi nó không dùng tự động như trong bên này. Xin anh nhà làm cùng cho anh luôn. Giao diện phần mềm của anh nó có giống của em này không? Nó cũng nó thiếu nó cũng không có đủ, nó thiếu. Nó thiếu cái mấy cái tab phía trên á. Tab phía trên nè. Thiếu vài cái thôi. Anh kíp vào đây này. Anh kíp biểu tượng chuột này trên này. Lấy cái gì thì lấy ra. Ok rồi. Thiếu cái gì thì lấy cái đó ra. Còn cái EasyView em biết xài mà giống như màu vào vậy. Cái này nó gần giống như thế nhưng mà thằng này nó cơ bản hơn, nó chỉ có thể là phân tích cho mình nó chỉ phân tích cho mình là ví dụ như chọn mình cái này thì mình phải tự chọn, ví dụ tự chọn cổng full này chứ, tự tạo kênh dẫn này, nó không tự tìm, nó không tự tìm được cho mình, mà mình tạo ở đâu thì nó sẽ phân tích ở đó và kết quả là do mình tạo. Ví dụ mình tạo cái cổng full ở này thì nó chỉ là phân tích cho mình là đối với cổng full ở đây thì là thời gian full bao nhiêu rồi có cái tạo khuyết tật ở đâu không, chứ không như một flow là nó sẽ có chức năng cao hơn đâu để tìm từ trước mình cổng full ở vị trí hợp cái vị trí tốt nhất thì cái này nó cơ bản hơn, nó chỉ làm được một số công việc như thế thôi chứ nó không không làm nhiều công việc như một flow. Nó chỉ có một số chức năng rất cơ bản như này, ví dụ như là tạo kênh dẫn, tạo cổng full rồi phân tích kết quả, phân tích thời gian thôi chứ không được nhiều một flow. Okay. Nếu anh dùng follow rồi thì anh sẽ cho follow cho nhiều tính năng hơn thằng này. Chưa xài. Anh dạ. Thì trước em có xài một thời gian, nói chung là cũng ít thôi, một về một follow thôi. Thì một follow nó có tính năng hay hơn, đó là mình có thể là tìm được cái cổng full nào hợp lý nhất để có để được có để được chi tiết của mình không bị khuyết tật, ít bị khuyết tật nhất đấy. Thì sẽ có. Còn đối với thằng EasyView này nó chỉ là phân tích cho mình thời gian full, cổng full và am, nó không mình phải tự chọn cổng full. Và trong quá trình full thì nó khuyết tật ở đâu nó hiện ra cho mình thôi, sau đó mình phải tự sửa. Okay. Nó cơ bản hơn, nó không được hay như thằng Moodflow. Có thằng gia công mình Mỹ em biết nhiều không? À, gia công em chắc là xong được phần 3D à. Gia công 3D à? Là nó có mấy chương trình gia công ta? Gia công của nó thì đối thằng đấy này nó có rất nhiều chứ. Điều gia công ở đây nó phân biệt ra thành các phần như sau. Nếu mà anh tiến thử anh hỏi thì em cũng trả lời luôn. Ý là điều giờ được cái bữa anh học nó học thêm phần gia công được, tại vì từ học này quá mất thời gian quá. Dạ vâng. Như đây nó chia thành các phần như sau: 2D này, 3D này, gia công nhiều trục này, gia công cái này gọi là bên gia công tuabin, nó có một mục riêng để gia công tuabin, hay gia công dạng như kiểu là trục gia công trên máy tiện, tiện nhưng mà có phay, nói chung là có thể là mình gia công cái cam thùng đấy, kiểu dạng như kiểu là gia công bốn trục. Tiện đục xe. Dạ. Cái này là gia công nỗ, ngoài nỗ quan tiện cắt dây. À, kiểm tra và hai cái module này thì đối với phần mềm Crack thì nó không hiện ra, không biết là cái gì. Thì có các phần như thế, ở đây thì nó chia thành các phần riêng như thế. Thì chúng biết anh học gia công đến đâu rồi? Gia công thì biết sơ sơ, biết cũng ít cũng biết, nhưng mà là mình có là mình học những học học mò theo, như là mình làm được tự lợi làm theo được, nhưng mà chi tiết mà thực mình không làm được, giống như là học vẹt. À,
Nếu như mà anh muốn học gia công thì phải có một khóa khác nữa, còn Đúng rồi. khóa khuôn này thì Đúng rồi em. chỉ về khuôn. Biết để em coi rồi sắp xếp thời gian. Bây giờ sẽ đi về phần khuôn nào, nó đang ở phần khuôn đây. Sau khi xong phần này thì gọi gọi là chia thành hai phần, như đây thì nó chỉ có hai phần chính, đó là Corel và Cavity. Để chia chuyển giữa các phần với nhau thì mình sẽ kích vào trên này đây nè, và về phần nắm vẹo của nó chính là về phần tốt. Sau khi xong thì chi tiết này mình sẽ đi vào cái thư viện để lấy khuôn. Đây chính là bút Navy bay Navy chưa lấy cái tấm khuôn cơ áo khuôn bên ngoài. Đây là tiêu chuẩn của rất nhiều hãng, đây tất cả các hãng mà thường là có ách thì sẽ thiếu, nói chung là cũng không thể đủ được. Đối với chi tiết này thì mình sẽ dùng là khuôn hai tấm, tại vì không cần view như này, khuôn hai tấm đối với Corel Cavity như này không cần phải nhiều. Khuôn ba tấm ví dụ như là khuôn tấm trên như thế này có thể dùng trong trường hợp là mình xếp chồng hai chi tiết, hoặc là mình phun dạng cộng thêm một tấm nữa chỉ để là cắt cuống phun, cắt cái cuống phun nằm bên trên đối với trường hợp là phun từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới này, và cho nhiều chi tiết thì sẽ dùng là khuôn ba tấm, và mỗi một khuôn kết cấu nó khác nhau thì đây sẽ dùng là khuôn như này. Và mặt phân khuôn của mình thường là nằm bên nằm ngang, tức là nó cái cổng cái kênh dẫn của mình nó sẽ nằm trên đường giao trên trên mặt cái mặt cavity Corel này ở giữa, và cổng phun thì sẽ nằm mình phun phun cạnh. Em sẽ lấy chi tiết này ra. Ở trên trước khi đấy thì mình sẽ tạo cái này cho cái này nó làm hai chi tiết như hai chi tiết đi. Hai chi tiết như này thì nó sẽ dễ hơn. Bây giờ sẽ làm lấy khuôn. Sau khi đấy xong thì kích OK là từ nhà. Hiện tại khuôn này đang nằm lệch. Lấy thêm một thủ khuôn này nó bị lệch sang bên. Em auto center được. Tại lúc mà em dạ. lúc mà em muốn đi làm khung á, em chỉ auto center cái hệ tọa độ đi thành nó nằm vậy á. Lúc mà auto xe lúc mà em start lại vào á. Đây à? Bên này bên lệnh thứ tư á, cái lệnh mà có hai cái gì chữ L là... Bố đi làm khung là lệnh, bố đi làm khung là lệnh mà cavity layout á. Không phải đó, cavity layout cái lệnh em rồi đó. Auto center là được, auto center phía dưới này này, phía dưới á. Dưới nữa, dưới cùng á, đây chỉ còn là cloud á. Đúng rồi, em bấm vào đó nó sẽ lên. Cái hệ tọa độ nó chưa chuyển lại. B thì sẽ lấy khuôn này ra, thì thứ tự làm là lấy khuôn này, sau đó thì sẽ thêm bạc định vị. Để anh chỉ bằng cái cách gì mà mình ẩn hiện mấy chi tiết, nhiều khi mình thao tác anh thao tác và nó ấy là muốn chi tiết thao tác này chi tiết kia mà mình thấy nó đóng khung vậy, mình không có biết cái nào mình ẩn cái nào hiện, nhưng nó anh vào đây nếu đóng hiện anh thì vào đây sau này đóng hiện
nhưng hả hình là lại lên cái được không đó. Đây anh có đóng VOD nó thường là chia làm hai phần, còn gắn với cavity còn gắn với con le thì mới ẩn cả cái trên trên này, còn nếu không thì sẽ tích từng ẩn từng phần làm trên này. Còn trong trường hợp là anh muốn hiện tất cả lên thì ấn Ctrl V kép này. Ở đây sẽ có phần ẩn, anh muốn ẩn phần nào thì ví dụ là của mình những cái tấm trong này nó đều là Sonic cả, thì mình kích vào dấu cộng vào đây nó sẽ ẩn hết lên, ẩn hết đi. Kiểu trong trường hợp là mình ẩn như ví dụ ẩn từng phần như thế này, ví dụ ẩn một số phần chứ không ẩn cả, thì kiểu ẩn như thế này thì mình tìm từng phần nó rất là khó, tìm từng phần để ẩn lên nó rất là khó. Mình click vào rồi Ctrl V kép, sau đó thì cộng dấu cộng vào đây nó sẽ thực hiện hết lên cho mình sẽ nhanh hơn. Đây giờ đấy đầu tiên là lấy bảng, hai thứ là lấy cùng phun và cùng như bảng hình vị. Đây là bảng hình vị này. Đây là bảng cùng phun này. Spoon. Chiều dài để làm thay đổi được. Là cuốn phun. Cái này chỉ đang là lấy bước lấy con buổi sau sẽ là phần điều chỉnh, nhưng là đây theo từng bước một. Tiếp theo nữa là mình sẽ tạo cổng phun, như đây mình sẽ ẩn hai phần này đi, tạo cổng phun cho nó. Đây, ví dụ như đây là cổng phun. Đây là mình tạo cổng phun, mình chi tiết của mình đây sẽ là phun cạnh. Đây là một trong những loại cổng phun đó. Rất nhiều. Cổng phun này, kinh dẫn này. Lấy tạm hết ạ. Sau đó sau sẽ chỉnh xong. Có phun kinh dẫn như thế này. Rồi mình sẽ cắt, sẽ hiện phần hai phần này đi.
dùng cutting. Cái cavity mình sẽ cắt thế này. Giờ sẽ cắt cục full cái bạc cục full này bằng sau đó đi cắt hai mấy cái này. Mình sẽ cắt khuôn ra để sau này lấy cái phần mình tạo ra để tạo những cái phần này ra. Cũng chỉ là nó vẫn là các loại khối. Mình sẽ cắt cái này phần đi, bỏ đi. Để coi như là sau này sẽ tạo được cái phần trên khuôn. Để mình lấy khuôn cái lòng đi gia công. Tuy nhiên em hiện cái này đi. Thì sau này chi tiết của mình nó cái core của mình nó sẽ giảm bị như thế này. Cái này nó đang cắt kinh dẫn. Còn mình sẽ cắt cả cục phun ra nữa. Anh đang làm theo đấy ạ. Anh cứ làm đi. Cái này nên làm. Cái làm nên làm sao rồi, vì sao anh hỏi? À, cái này cũng chắc cái này cũng làm được, mò mò chắc được. Để nghe rõ chứ vừa làm vừa nghe nó không hiểu thấy đâu. anh cũng đang làm theo hay là anh đang nhìn ạ? Anh nhìn thôi. À. Em thấy cái gõ bàn phím em tưởng anh đang nhầm theo. Nếu như mình không làm mà không nên dùng lại phốc kích mà dùng lại chip đấy được không, đúng không em? Nếu anh dùng này nào cũng được, ví dụ như đây em dùng chim solid bên này cũng được. Quan trọng của mình chỉ là cắt cái khối này đi. Thì mình dùng lệnh nào cũng được. Ví dụ như anh làm như thế này thì sẽ kích đúc vào thành chi tiết vào đây. Sau đó thì dùng lệnh chim solid này cũng được. Dùng bề mặt thì là ta sẽ dùng bề mặt bên dưới này. Đều được hết cả. Để cho new plane này, nhưng mà mặt dưới này. Đây này. Mình có thể cắt được cái phần này đi mà không dùng đẩy pocket cũng được. Bên ấy làm như thế này rất là hay, tại vì nó có thể là chuyển nó có thể là chuyển giữa các môi trường với nhau rất là dễ, vì làm việc một lúc trên nhiều môi trường được và nhanh hơn. Nhưng một số cái thì anh cắt bắt buộc phải cắt bằng pocket, tại vì ví dụ như bên trong này anh